Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay, em xin giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của xe Toyota Altis từ đời 2003 tới 2005. Với cái dòng sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu tới anh em là dòng sản phẩm của Denso Japan. Mã sản phẩm của nó là 447180-9091. Đây chính là cái lốc điều hòa của nó. Thì với cái xe thì cũng khá là to khoang và rộng, nhưng mà với cái lốc điều hòa của nó thì nó chỉ nhỏ nhắn xinh xắn như thế này thôi ạ. Với cái dòng này thì nó sẽ bao gồm một con sung ở hay chúng ta còn gọi là cái van từ của lốc ạ. Lốc được bắt trên thúc máy với bốn chân xuyên, hai chân trên và hai chân dưới bản BK thì của với giờ này đời này thì nó sẽ sử dụng là đời 6BK. Đời trước của nó sẽ sử dụng là đời 4BK. Đó, đây là cái chính là cái giắc điện của nó, chờ để chúng ta cắm sẵn ra cái nguồn dây điện ở phía dây điện đang chờ sẵn. Đây, đây chính là cái hình ảnh của cái lốc. Đó, em có thể nhìn thấy không ạ? Đây chính là cái mã sản phẩm của nó này. 447220-6386. Đó. Anh có thể nhìn thấy là cái van phía dưới là cái van xả bỏ, van áp suất để bảo vệ lốc anh em nhé. Lốc được liên kết với nhau qua 3 phần thân và một phần đầu, 1 này, 2 này, 3 này, 3 phần thân bằng đôi 4 6 7 7 con ốc. Đây, 3 phần thân. Một phần thân dưới này, một phần thân giữa, một phần thân trên. Còn đây là cái vòng cụm buli điều khiển lốc ở phía đầu. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của Toyota Altis 2005 2003 đến 2005. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.